Xin chào bác, quay lại cái clip thứ ba nói về cái ZOM Samsung này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái cách kết nối điện thoại với cái phần mềm Ozin để chúng ta áp ZOM gốc nhá. Và mình dừng một chút để mình nói là cái áp ZOM này, áp ZOM gốc nó sẽ mất tất cả dữ liệu ở trên trên máy. Nên là chúng ta sẽ phải sao lưu lại hết nhá. Tất cả cái gì liên quan bộ nhớ trong của máy nó sẽ thiết lập lại máy mặc định ban đầu. Và khi trước khi chúng ta tắt máy để chúng ta áp ROM ấy, thì chúng ta xóa hết các cái tài khoản của Google trên máy đi. Và thứ hai là các cái tài khoản của Samsung ấy, thì nếu mà chúng ta mà quên ấy, thì nó rất là phức tạp. Lúc đó thì chúng ta phải vượt cái nọ vượt cái kia nhá, thì các thoát hết tài khoản backup dữ liệu nhá. Và chúng ta sẽ bật cái phần mềm và Ozin 3B ở clip trước mình hướng dẫn tải ấy. Và trên máy chúng ta sẽ làm, mình sẽ không quay về máy đâu, thì mình sẽ nói thôi. Trên máy chúng ta sẽ làm việc như sau. Chúng ta sẽ là tắt nguồn máy này. Và chúng ta sẽ khi chờ máy tắt hẳn nhá, chúng ta sẽ giữ nút tăng âm lượng và giảm âm lượng trên máy, sau đó chúng ta cắm cáp. Cắm cáp trên máy tính nhá. Rồi, khi trên màn hình máy tính nha, mình sẽ nói này các bác sẽ làm ngay khi màn hình nó hiện cái biểu tượng là chấm than lên màu nền màu 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 xanh nhạt ấy. Chúng ta sẽ nhấn là volume up, tức là cái nút tăng lượng để chúng ta tiếp theo, còn nhấn nút down, nhấn nút giảm âm lượng nó sẽ khởi động ngay máy. Rồi chúng ta sẽ nhấn nút tăng âm lượng, nó sẽ vào chế độ là downloading mode. Và trên máy đây, ở trên máy tính chúng ta đã hiện cái cổng là cổng 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 com nhá, com 9 nhá. Ở đây nó đã báo là cái thiết bị ID 009 đã được thêm vào nhá. Và chúng ta sẽ chú ý là đừng để cái quá trình này không để lỏng cáp, để vì nó rất là phức tạp. Chúng ta cái dùng sợi cáp theo máy hoặc là dùng cái sợi cáp nào càng chuẩn càng tốt. Ở đây thì mình dùng một cái sợi cáp 3.1 thì dùng rất là ngon, 3.1 rồi. Và chúng ta sẽ chọn cái file BL nhé, chọn từng file một, mình sẽ nói thật chậm. Khi máy đã nhận rồi, chúng ta chọn file BL này. BL đây chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục mà chúng ta vừa tải ROM về nhé. Ở đây mình lưu là S20 này, BL nhá. Đây chúng ta đây mình sẽ kéo gọn đây. BL thì chúng ta chọn BL này, nó có tên sẵn đây này, BL này. Rồi chúng ta kích đúp vào. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chọn file AP này. Rồi chúng ta sẽ chọn AP này, chúng ta nhấn Open này. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chọn file là CP này. CP này. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn CSC. CSC mình giải thích lại nhé, nó là vùng nhé. Khi đã tìm xong ấy, các cái mục khác thì chúng ta không nên chúng ta làm theo gì cả, chúng ta để mặc định. Và chúng ta sẽ nhấn nút start đây, nút start đây, và start thì máy sẽ tự động chạy nhá. Nhưng mà các bác mình, trước khi mình sẽ thực chất là máy mình không backup, mình sẽ không chạy đâu. Mình sẽ hướng dẫn các cái bước này là các bác làm rồi. Cái lưu ý của mình nhá, mình nói lại nhá. Thứ nhất là trước khi tắt máy, máy vẫn đang dùng được ấy, thì nếu mà máy muốn áp dụng ý, thì thứ nhất là phải sao lưu lại tất cả các cái thông tin trên điện thoại lại này. Các bác sao lưu có để đám mây hoặc là có máy tính, có vào thẻ nhớ vân vân. Thứ hai là vào tất cả các cái cài đặt của Google, xóa tất cả các tài khoản Google trên máy đi, thoát tài khoản Samsung Samsung trên máy. Sau đó chúng ta mới làm các bước như mình làm. Và sau đó chúng ta tắt, đầu tiên là mình nói lại cách kết nối cổng com mình nhá. Ở đây mình có một máy, mình nên là mình không có máy khác mình quay. Thứ nhất là các bác tắt hẳn máy này, sau đó thì cắm cáp sẵn ở máy tính đi, để cái đầu cáp chờ cổng C để chúng ta cắm điện thoại. Nhưng trước khi cắm thì chúng ta sẽ giữ chặt nút nguồn, giữ xin lỗi là giữ chặt cái phím tăng giảm âm lượng cả hai phím nha. Sau đó cắm cáp, khi chờ khoảng 2 giây thì máy sẽ hiển thị lên cái màn hình màu xanh, thì chúng ta sẽ nhấn nút tăng lượng để chúng ta vào, thì nó sẽ nhận cổng COM 9 màu xanh dương nhạt đây. Và chúng ta chọn các cái file BL, chúng ta chọn file đầu là BL nhá,
Đây mình sẽ tìm lại cái file đó. Đâu BLS20. Đây mình sẽ thu nhỏ lại. Đây. File BL tương ứng với chọn BL này. File AP sẽ chọn vào mục đây, mục CP sẽ chọn CP, mục CSC sẽ chọn này. Và khi đảm bảo xong cáp kết nối ổn định, nhưng mà quan trọng cái nguồn điện của chúng ta ở cái vùng đó thì tốt nhất là mình khuyến cáo ấy là làm gì làm để có chắc chắn. Thứ nhất là nếu mà nhà bạn có UPS thì máy bàn ấy ok, không vấn đề gì. Nếu mà nguồn điện của chúng ta chập chờn quá ấy, mà không đảm bảo trong quá trình chạy mất khoảng vài phút, khoảng dưới 5 phút thôi, chúng ta có thể dùng laptop chúng ta chạy. Và ở đây mình khuyến khích sẽ là dùng Windows 10 nhé, Windows 10, vì Windows 10 nó sẽ không phải cài các cái driver. Một số Windows như Windows 7 ấy, thì cắm các cái cổng USB thì nó sẽ không nhận driver đâu, chúng ta sẽ phải chọn cài Samsung driver, rất phức tạp. Windows 10 này thì nó sẽ hầu như tích hợp đủ hết, chúng ta chọn và đảm bảo được các tiêu chí đó chọn đúng nhé. Và chúng ta tốt nhất chúng ta nên kiểm tra lại cái file đây, AP này, chúng ta kéo lại lần nữa này, BL này, CP này và CC nhá. Đây nhá, mình đã kéo lại đây, bây giờ chúng ta nhìn nhá, BL này, AP này, CP này, CC mình nói này mặc thừa thôi, nhưng mà cái này cẩn thận để tránh các cái trường hợp brick cho hỏng máy. Sau đó chúng ta nhấn start và nó chạy xong thì nó sẽ báo là hoàn thành, báo sẽ hoàn thành ở đây, và chúng ta sẽ là máy nó sẽ tự động khởi động lại và chúng ta sẽ thiết lập như máy mới bình thường nhá. Chúng ta đã có một cái bản ROM mới thôi. Còn cái cách mà để mà có cái ghi âm cuộc gọi ấy, thì như nào ấy, thì ở trên máy của Hồng Kông ấy, thì mình sẽ có một cái clip tiếp theo mình sẽ nói về cái cách để có cái ghi âm cuộc gọi ở trong cuộc gọi này mà máy Hồng Kông nhá. Máy Hồng Kông thì bản chất nó thì về cơ bản là các cái chính sách thôi, thì nó sẽ không có ghi âm cuộc gọi nhá. Các bác nào muốn ghi âm cuộc gọi thì mình sẽ nói ở clip thứ tư nhá, thì các bác sẽ theo dõi clip mình nói tiếp theo nhá. Còn các bác và thêm nữa, các cái thư mục này nhá, để cho nó tránh lỗi nhá, mình chú ý ở cái thư mục khi giải nén ấy, thì chúng ta sẽ đặt các cái ký tự mà chúng ta sẽ để tránh lỗi. Nhiều khi nó lỗi dở lắm thì cái tên của cái thư mục bị giải nén ra chúng ta sẽ viết liền nhé, và đừng viết có dấu. Viết có dấu thì đôi khi trường hợp nó lỗi rất là nhiều, lỗi chẳng biết lỗi do đâu. Và thứ hai chú ý nữa là sợi cáp phải chuẩn, một là dùng sợi cáp zin của máy mà còn sử dụng tốt nhá, thứ hai là dùng các cái cáp 3.0 ấy, hoặc 3.1 gì theo cổng các bác, và cắm chắc chắn nó nhận cổng com này thì nó đã nhận nhá. Đó là các cái chú ý nhá. Và trong cái quá trình mà áp ROM ấy thì tuyệt đối là không để lỏng cáp, tốt nhất là máy điện thoại là ghim chắc chắn, chúng ta để gọn vào một góc, sau đó lại chọn cái cổng USB nào mà nó chuẩn chỉ, kết nối ok, sợi cáp đẹp ok là sẽ thành công nhá. Còn các bác nào mà áp ROM có lỗi nào ấy thì comment lại cho em nhá. Còn các bác